đúng với tư cách của một người có Chúa là cha và mọi người là anh em với nhau. Con không muốn lên làm chứng không? Có, lên đây con chia sẻ cho mọi người coi con đã là dân thánh hay là dân ăn chơi hay là dân tội lỗi. Con là dân tội lỗi ạ. Rồi, dân tội lỗi như thế nào kể mọi người nghe. Anh cha là coi như là trước đây 5 tuần thì con lên làm chứng cho Chúa, nhưng con không nói được một câu gì về Chúa. Thì hôm nay con lên làm chứng cho Chúa, tất cả cộng đoàn là con là coi như là được Chúa chữa khỏi luôn. Là con bị thoát vệ đền đẻ, với lại coi như là chân này bị hút. Mà con giờ con đi lại bình thường, khỏe mạnh. Con không đau đớn thì như trước nữa. Trước là con đau vừa hẳn rồi. Nhưng giờ con khỏi rồi. Một người thì thoát vệ đền đẻ, một người chân bị hút xương lên mà không đi đứng được, không cử động được. Hôm nay đã đi đứng được, cử động được. Mà lần trước không dám nói, không dám tôn vinh Chúa. Hôm nay đã mạnh dạn lên để tôn vinh Chúa. Rồi, con là người tội lỗi như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Con thì coi như là chỉ có Chúa mới biết được tội của con. Con cũng coi như là xa đọa. Vì làm sao con là coi như cũng bị coi như là bị ngoại tình. Con nói thẳng đây có vợ con đây. Con bị ngoại tình mất 4 năm. Nhưng con không nói cho vợ con biết. Vì làm sao? Vì là coi như là con chỉ cứ đến con cha con cầu xin làm sao coi như là cho con khỏi được để con quay lại gia đình. Nhưng coi như là sau cuối cùng là con cũng được về với gia đình. Dạ. Con thế ơn con là lớn lắm thưa chị em. Cái ơn mà sám hối quay trở về, nhận biết rằng mình là con Chúa thì sống cho con, ra con của Chúa. Khi mình phạm tội thì mình thuộc về con cái của ma quỷ. Ma quỷ nó khống chế mình, nó gì mình, nó giữ mình trong suốt 4 năm trời trong vòng tay của người đẹp, trong vòng tay của móng gà, móng đỏ, móng xanh gì đó. Nó giữ mình, ma quỷ nó giữ mình. Và dĩ nhiên là ông bảo là con giấu không cho vợ con biết, quay ngoại tình nhỏ về. Em ơi, anh mới đi ngoại tình về. Có. Dĩ nhiên là giấu chứ. Cái đó gọi là ngoại tình mà sao mà ai mà đi công khai mà dám thông báo bao giờ. Ma quỷ nó bảo đừng có cho ai biết, chỉ có mày biết mà thôi, chỉ có người kia biết mà thôi. Lúc đó nó làm cho mình cảm thấy an toàn. Mình lén lút nhưng mà lại cảm thấy an toàn. Sợ sợ, nhưng mà cái gì sợ sợ lại càng khoái khoái. Cái gì cấm cấm, cái gì thèm thèm lại thấy ngon ngon, phải không? Đúng không? Lúc mà ốm thì cho ăn thì chả thấy ngon, mà lúc khỏe thì lại không cho ăn. Cho nên tôi thèm phở, mà một đứa nghèo làm gì có được ăn tô phở ngon. Cho nên chỉ có khi nào ốm thì mẹ tôi mới cho ăn phở. Mà ốm thì làm sao mà ăn ngon được nữa. Cho nên bây giờ phải làm sao khỏe mà ăn được phở. Đối với chị em làm được. Phải giả vờ ốm. Mà ngày xưa thì mẹ tôi chỉ cứ xoa đầu rồi thấy nóng, chán nóng rồi cho một tô phở. Mình kia làm sao chán mình nóng được. Lút đầu vào bếp. Lút đầu vào bếp. Cho chán nó nóng lên được cái bụng rồi. Rồi nằm nắp chăn với mẹ lên sở. Chán nóng toát mồ hôi. Con muốn ăn gì? Con chả muốn ăn gì hết. Con ăn phở nhé. Ăn chứ ăn cơm rồi nó nặng mình. Nó ốm ăn cơm không được đâu. Con chịu khó ăn phở nhé. Dạ vâng, con chịu khó hy sinh con ăn. Là mình ăn mà miệng mình ngon nhưng mà mặt thì phải nhăn nhó để cho mẹ không biết, nhưng mà nhăn nhó bảo mày ăn phở mày khỏe vậy mà con ăn phở gì nữa. Thì thưa chị em, con người ta tội lỗi là như vậy. Khi mình tội lỗi thì ma quỷ nó giấu, nó che đậy cho mình và mình cảm thấy là không ai biết gì cả, và nó càng làm cho mình thích thú trong cái lén lút, trong cái che đậy, trong cái giấu giếm đó. Tạ ơn Chúa đã giải thoát con, và hôm nay con dám mạnh dạn, mặc dù có vợ con ở đây mà con dám nói. Có nghĩa là vợ chồng đã tha thứ cho nhau chưa? Rồi. Vợ chồng đã thông cảm cho nhau chưa? Rồi. Nếu mà không làm gì, anh đứng đây anh nói như thế này, bà lên bà xé xác ra hay chứ làm gì mà được. Thì chúng ta tạ ơn Chúa. Người anh em của chúng ta, cái chứng mà bị gút, chứng mà bị gai, cuộc sống không đi, không đứng được, chỉ là thân xác liệt lào. Còn cái chứng mạnh hơn nữa là cái tốt, nó làm cho mình bị liệt về phần linh hồn. Tốt làm cho mình không dậy được, không đứng lên được để mà xứng đáng làm con của Chúa. Cái đó khó mà nhận ra.
ma quỷ nó không cho mình nhận ra cái đó là xấu, nó cứ để cho mình yên ổn giấu giếm như vậy mà lại khoái. Cho nên Chúa giải thoát ta khỏi cái chứng liệt lào về phần linh hồn, thay vì gai cuộc sống thoát vị đã định, thay vì bị hút về thân xác, Chúa giải thoát cho anh. Nhưng nếu mà giải thoát cho anh càng khỏe lưng bao nhiêu, càng chân mạnh bao nhiêu, mà không giải thoát phần linh hồn, càng khỏe thì càng đi đi đâu? Đi ngoài tỉnh ạ. Đấy. Thưa con là nếu mà ai mà gặp như con thì coi như cũng đừng nên, vì làm sao ma quỷ nó cám dỗ lắm. Người đẹp mà thì coi như là con đã vị rồi, coi như là con chỉ có cả cầu xin đêm ngày, và coi như là con xin với Chúa là coi như Chúa ơi, Chúa tha cho con đi, vì con là coi như là phạm vào những cái tội này là coi như không thể chữa được, không thể cứu vớt được nữa. Nhưng coi như là con đến với cha, con vẫn xưng tội với cha, cha cho con một lời khuyên, thì con coi như là có một động lực rất mạnh để coi như là con sẵn sàng từ bỏ. Dạ, con xin hết ạ. Tôi tặng cho anh một biểu bối để anh giữ lấy nha. Vì nếu mà không có ngài thì con ma con quỷ thì nó lại mò đến. Nó vậy nó kéo thêm 7 con quỷ còn ghê gớm hơn. Chúa nói mà nó đi rồi đừng có tưởng như vậy nó kéo thêm 7 con quỷ nó đến nó cám dỗ. Một con đủ chết thì 7 con chịu nổi không? Dạ con không chịu nổi đâu các. Không ai chịu nổi hết, đâu ai dám nói mạnh được nha. Rồi gửi tặng anh bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa, xin Chúa gìn giữ anh chống trả. Con tạ ơn Chúa. Con cố làm chứng à? Rồi đây đây.